kết thúc tập trước sau khi đưa lễ vật xong thành chủ phó sơn đã rời đi để cho nhiếp bắc hộ lại thay mình lão thái quân ngồi bên trên quan sát sự việc hôm nay trong lòng trải qua rất nhiều cảm xúc có lẽ trong tất cả người văn gia ở đây chỉ có một mình bà biết hôm nay các thế lực lớn đến đây là vì tô dịch nghĩ đến đây lão thái quân liền cho tỳ nữ đi gọi mẹ vợ của tô dịch đến vừa đến cầm thiến đã hỏi lão thái quân có việc gì mà gọi nàng đến nhưng cần thiến thần sắc lão thái quân uy nghiêm nói lễ vật hôm nay tất cả đều đưa cho tô dịch Nghe thế cầm thiến có chút không thoải mái Rồi nàng lại nói Số lễ vật đó là giao cho vợ chồng tô dịch chứ đâu phải giao cho mình hắn Mặc dù ngoài miệng nói thế Nhưng thực tế thì cầm thiến đang có ý định chiếm đoạt hết làm của riêng chứ không có ý định giao ra Về phía lão thái quân Như biết trước được tâm tư của cẩm thiến Nên bà cười lạnh nói Ta biết ngươi đang nghĩ gì Bình thường ta có thể nhắm mắt làm ngơ Nhưng sự việc hôm nay thì không được Ngươi nhất định phải đưa cho tô dịch Nghe lão thái quân nói thế Cầm thiến lúc này chỉ còn được đồng ý xử lý xong chuyện này, lão Thái Quân liền cho tỳ nữ đi báo với tô dịch là sau bữa tiệc thì đến gặp bà. Về phía tô dịch đang ngồi bên dưới, khi thấy tỳ nữ của lão Thái Quân đi tới thì hắn cũng đã đoán được ra, bà lã này không đợi được nữa nên muốn gọi mình đi. Rồi hắn đứng dậy khỏi bàn, bảo tỳ nữ dẫn đường đến chỗ lão Thái Quân. Lúc tô dịch vừa đến, thì chỉ có một mình lão Thái Quân ngồi đó. Trông thấy tô dịch lão Thái Quân liền nói, tam thiếu gia, ngươi ngồi xuống đi. Nghe thế xưng hô như thế khiến tô dịch trở nên hoảng hốt, rồi hắn liền nhớ lại quá khứ đen tối trước kia sau khi mẫu thân mất bản thân thì bị mất hết tu vi sau đó bị người khác hãm hại cuối cùng trở thành một tên ở rễ của văn gia nhưng rất nhanh tôi dịch lấy lại bình tĩnh hướng lão thái quân hỏi hôm nay gọi hắn đến là có chuyện gì nghe tôi dịch hỏi thế lão thái quân không dài dòng mà trực tiếp nói thẳng luôn vừa rồi trên yến tiệc tất cả mọi người đều cho rằng phó sơn hoàng vân trùng và nhiếp bắc hổ là vì văn linh chiêu mà đến nhưng ta lại không cho là vậy Lão Thái Quân vừa dứt lời thì tô dịch lên tiếng nói. Nếu ta đoán không nhầm thì bọn họ vì ta mà đến. Nghe đến đây, Lão Thái Quân trở nên tức giận đập bằng một cái, nhưng quả thực bà không thể phủ nhận điều này. Sau đó bà liền hướng tô dịch hỏi, người lấy danh nghĩa tam thiếu gia của tô gia thì bọn họ mới đến phải không? Nghe Lão Thái Quân nói vậy, tô dịch liền cười rộ lên nói. Ta không hề lấy danh tô gia để ép bọn họ đến, nếu không tin thì Lão Thái Quân có thể đi điều tra thì sẽ biết ngay. Với lại ta nói cho Lão Thái Quân biết, Tô Dịch ta không bao giờ dùng danh nghĩa của Tô gia làm việc, về sau cũng thế." Tô Dịch nói xong khiến lão thái quân có chút giật mình, lúc này bà dường như nhận thấy Tô Dịch hiện tại với Tô Dịch ở rễ mấy năm trước như hai người khác nhau vậy. Trong lúc lão thái quân đang suy nghĩ, thì Tô Dịch lên tiếng hỏi bà về vụ việc trước kia, người đưa hắn vào văn gia ở rễ là ai. Đối mặt với câu hỏi của Tô Dịch, lão thái quân trầm mặt một lúc rồi cũng nói ra, người đưa ra ý kiến chính là Du Thanh Chi, còn người quyết định chính là phụ thân ngươi. Thấy tôi Dịch đang trầm mặt Lã Thái Quân lại ná ra chuyện, đệ đệ của Tô Dịch là Tô Bá Ninh hiện tại Tu Vi đã đạt đến tù khí cảnh, mà hiện tại hắn mới chỉ có 16 tuổi, với ý định muốn đã kích Tô Dịch. Nhưng đối với thân phận kiếp trước của Tô Dịch, 16 tuổi đạt đến tù khí cảnh đặt tại Đại Hoang Cửu Châu có mà vừa được cả vài nắm. Sau khi đã xác nhận những điều mình muốn biết, Tô Dịch đứng lên để rời đi, thì lúc này Lão Thái Quân bảo hắn lưu lại, bà muốn cho hắn xem một vật. Dứt lời, Lão Thái Quân lấy từ trong tay áo ra một khối ngọc phù màu bạc đưa cho Tô Dịch xem. Nhìn qua, Tô dịch liền biết đó là nguyên phù cái này là do tu sĩ nguyên đạo luyện chế nhìn qua biểu tình của tô dịch lãng thái quân liền nói tấm phù này là của cha ngươi đưa cho ta lúc ngươi tiến vào ở rễ văn gia chỉ cần bóp nát tấm phù này là có thể mục kích giết chết vũ đạo tông sư nói thẳng ra thời gian ngươi ở văn gia có rất nhiều người khi dễ ngươi nếu ngươi có ý định gì với văn gia ta tất nhiên sẽ không tha cho ngươi